Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Thông tin Giá Lúa Gạo hôm nay thứ sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2024. Gạo xuất khẩu Việt Nam được giá ở vị trí cao nhất thế giới. Thông tin ngày 20 tháng 8, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, hiện giá gạo Việt Nam đang ở vị trí số 1 thế giới, cao hơn gạo Thái Lan và Pakistan. Tính đến cuối ngày 20 tháng 8, gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam được giao dịch ở mức 578 USD trên tấn, cao hơn mặt hàng cùng loại của Thái Lan 15 USD trên tấn, cao hơn gạo Pakistan 36 USD trên tấn. Hiện nay, so với các quốc gia xuất khẩu gạo top đầu thế giới, gạo Việt Nam đang có mức giá cao nhất, ông Nguyễn Anh Sơn cho biết. Còn theo ông Nguyễn Như Cương, Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải thích, giá gạo của Việt Nam tăng cao và đứng đầu thế giới là do nhu cầu thị trường quyết định, nguồn cung của một số nước đang hạn chế, trong khi chất lượng gạo Việt Nam càng đảm bảo được uy tín trên thị trường thế giới. Cũng theo ông Cường, hiện tại gạo Việt Nam có nhiều giống được đánh giá chất lượng hàng đầu thế giới. Đơn cử, Việt Nam đã nghiên cứu và cho ra đời bộ giống thơm ngắn ngày, một năm có thể sản xuất 2 đến 3 vụ, năng suất cao cho chất lượng gạo ngon, dẻo, thơm. Đây là bộ giống độc quyền của Việt Nam. Nhận định về thị trường xuất khẩu gạo thời gian tới, ông Nguyễn Như Cường cho biết, nhu cầu nhập khẩu từ các khách hàng truyền thống của Việt Nam như Philippines và Indonesia, Ghana, Malaysia, Singapore đang tiếp tục duy trì ở mức cao. Việt Nam có thể hướng tới mục tiêu xuất khẩu hơn 8 triệu tấn và thu về hơn 5 tỷ USD. Thông tin giá lúa gạo trong nước hôm nay. Ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay, điều chỉnh tăng nhẹ đối với lúa, giá gạo giảm nhẹ 50 đồng một ký. Ghi nhận tại các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay như sau. Theo thông tin cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Lúa Đại Thông 8 giá tăng 100 đồng một ký. Bên cạnh đó, theo ghi nhận, thị trường nếp hôm nay có sự điều chỉnh. Nếp IR4625 giảm 50 đến 100 đồng một ký. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung, nguồn về ít, giá giảm nhẹ, kho mua cầm chân. Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận không có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua. Trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ở mức 440 USD trên tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 578 USD trên tấn, gạo 25% tấm giữ vững giá ở mức 541 USD trên tấn. Giá gạo của Việt Nam ở mức cao làm cho Việt Nam trở thành quốc gia có giá gạo cao nhất so với các nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới năm 2024. Đối với gạo thành phẩm hôm nay, gạo IR504 13.550 đến 13.650 đồng một ký, giảm 50 đồng một ký. Gạo nguyên liệu IR504 11.500 đến 11.600 đồng một ký, giảm 50 đồng một ký. Giá tấm 9.400 đến 9.600 đồng một ký, giá cám khô giữ vững đi ngang. Giá lúa ở từng địa phương có sự điều chỉnh như sau. Giá lúa ở Kiên Giang, Nang Hoa chín 8.400 đến 8.600 đồng một ký. OM34 8.100 đến 8.400 đồng một ký. Đài Thơm 8 8.500 đến 9.200 đồng một ký. OM18 8.400 đến 9.200 đồng một ký. Hương Châu 6 8.700 đến 9.000 đồng một ký. ML202 8.000 đến 8.200 đồng một ký. XT24 XT25 10.300 đến 10.900 đồng một ký. Nếp tươi 9.200 đến 9.500 đồng một ký. RVT 8.600 đến 8.900 đồng một ký. Lúa Nhật 8.500 đến 8.700 đồng một ký. Zmin 8.400 đến 8.700 đồng một ký. Giá lúa tại An Giang: OM5451 8.400 đến 8.600 đồng một ký. Nàng Hoa 9 8.600 đến 8.900 đồng một ký. Đài Thơm 8 8.500 đến 9.000 đồng một ký. OM18 8.400 đến 9.000 đồng một ký. IR504 7.800 đến 8.100 đồng một ký. RVT 8.200 đến 8.500 đồng một ký. Lúa Nhật 8.300 đến 8.600 đồng một ký.
nếp tươi 9.000 đến 9.200 đồng một ký. Giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau, ST24 10.100 đến 10.900 đồng một ký. OM54 51 8.600 đến 9.000 đồng một ký. OM18 8.400 đến 9.100 đồng một ký. RVT 8.500 đến 8.900 đồng một ký. Đại thơm 8.500 đến 9.200 đồng một ký. ST21 10.100 đến 9.900 đồng một ký. IR50404 8.200 đến 8.500 đồng một ký. Nàng hoa chính 8.400 đến 8.600 đồng một ký. OM380 8.300 đến 8.600 đồng một ký. Lại thơm 6 8.500 đến 9.000 đồng một ký. OM34 8.100 đến 8.400 đồng một ký. Hương Châu 6 8.600 đến 9.000 đồng một ký. Tình hình giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang, IR50404 8.000 đến 8.400 đồng một ký. OM18 8.600 đến 9.000 đồng một ký. OM380 8.300 đến 8.600 đồng một ký. OM34 8.400 đến 8.800 đồng một ký. Tại thơm 8.600 đến 9.000 đồng một ký. OM54 51 8.600 đến 8.800 đồng một ký. Lúa Hương Châu 6 8.600 đến 9.000 đồng một ký. RVT 8.600 đến 8.800 đồng một ký. Lúa Nhật 8.400 đến 8.600 đồng một ký. ST24, ST25 10.300 đến 10.800 đồng một ký. Nàng hoa 8.700 đến 9.000 đồng một ký. IR504 7.800 đến 8.100 đồng một ký. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long, IR50404 8.100 đến 8.400 đồng một ký. OM34 8.400 đến 8.600 đồng một ký. OM5451 8.500 đến 8.700 đồng một ký. Japonica 8.600 đến 8.800 đồng một ký. OM380 8.400 đến 8.600 đồng một ký. Lúa Nhật 8.400 đến 8.700 đồng một ký. Nàng hoa 8.700 đến 9.000 đồng một ký. Đài thơm 8.700 đến 9.200 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang, IR50404 8.000 đến 8.200 đồng một ký. OM18 8.600 đến 9.200 đồng một ký. OM54 51 8.600 đến 8.800 đồng một ký. Đại thơm 8.600 đến 9.200 đồng một ký. RVT 8.600 đến 8.900 đồng một ký. ST21 9.700 đến 10.600 đồng một ký. Hương Châu 6 8.700 đến 9.000 đồng một ký. Lúa Nhật 8.400 đến 8.600 đồng một ký. Japonica 8.300 đến 8.600 đồng một ký. Jasmine 8.400 đến 8.600 đồng một ký. OM34 8.300 đến 8.600 đồng một ký. Nàng hoa 8.700 đến 9.000 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An, OM18 8.700 đến 9.000 đồng một ký. OM54 51 8.600 đến 8.800 đồng một ký. Đài thơm 8.600 đến 9.200 đồng một ký. IR50404 8.000 đến 8.400 đồng một ký. OM380 8.300 đến 8.600 đồng một ký. Hương Châu 6 8.600 đến 9.000 đồng một ký. Nếp tươi 9.000 đến 9.200 đồng một ký. Jasmine 8.400 đến 8.600 đồng một ký. ST24 ST25 9.800 đến 10.700 đồng một ký. Nàng hoa chính 8.700 đến 9.000 đồng một ký. OM34 8.300 đến 8.600 đồng một ký. OM1352 8.300 đến 8.500 đồng một ký. Tình hình giá lúa tại Tây Ninh, nàng hoa 8.800 đến 9.000 đồng một ký. IR50404 7.900 đến 8.200 đồng một ký. Đại thơm 8.600 đến 8.900 đồng một ký. OM4900 8.200 đến 8.400 đồng một ký. OM5451 8.500 đến 8.800 đồng một ký. OM380 8.200 đến 8.600 đồng một ký. OM34 8.200 đến 8.400 đồng một ký. OM18 8.500 đến 8.900 đồng một ký. Tình hình giá gạo tại các chợ lẻ hôm nay như sau: gạo nàng hoa chính 20.000 đồng một ký, gạo nàng nhen 30.000 đồng một ký, Jasmine 18 đến 20.000 đồng một ký, gạo tẻ thường 15 đến 16.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 20 đến 21.000 đồng một ký, gạo hương lài 20.000 đồng một ký, gạo sóc thường 18 đến 19.000 đồng một ký, gạo sóc thái 20.000 đồng một ký,
Gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg. Gạo thơm Nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã xem hết video này. Trân trọng kính chào, hẹn gặp lại video sau.